Món quà của cha, bà Thủy, ông Thư nằm liệt giường, sáng mắt khi thấy Nghĩa tận tụy chăm sóc. Thức khuya mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân. Sống có hết đời thì mới hiểu, mới cảm hết được cuộc đời này. Bà Thủy một đời kênh kiệu, tỏ vẻ sang chảnh vì ba đồng bạc, không xem ai ra gì. Thì đến lúc này bà mới trưởng thành, mới ngộ ra được chân lý. Tiền bạc chết không thể mang đi, tình cảm mới là thứ mãi mãi. Nằm trên giường bệnh, tiều tụy ốm yếu vì căn bệnh ung thư quái ác. Giờ đây những người bạn mà bà coi là chí cốt làm ăn giờ chẳng thấy ai, chỉ có Nghĩa là ngày đêm lo lắng chạy ngược chạy xuôi, lo từng miếng cơm miếng nước chăm nom cho bà. Giờ bà mới thấm thì đã muộn. Đầu không xuôi thì đuôi khó lọt. Bà Thủy vốn dĩ đã không đồng tình và ủng hộ cuộc hôn nhân của con gái, bởi vì thằng Nghĩa chả có gì trong tay, nhà nghèo lại còn một ông cha già và hai đứa em nhỏ. Nhưng vì Quyên cứ khăng khăng đòi sống đòi chết cưới bằng được Nghĩa, nên bà đành phải chấp nhận. Và để rồi một cuộc sống sau này là những va chạm giữa mẹ vợ và con rể. Nghĩa tuy được sống trong hào quang vật chất bởi mẹ vợ, ngoài điều kiện ra thì nhà chẳng có gì, từ cả ô tô, nhà cửa một mình bà Quyên lo tất. Nhưng đổi lại đó là thái độ khinh thường của mẹ vợ. Tất cả mọi việc to nhỏ trong gia đình đều do bà quyết, từ đặt cái cây, xoay hướng bếp, chọn ngày tân gia, gì không phải qua bà Thủy quyết. Đến cả cái áo mặc trong người Nghĩa cũng phải cởi ra theo ý mẹ vợ. Còn với bà Thủy, không chỉ khinh thường đứa con rể nghèo nàn, bất tài, mà bà còn thường xuyên xỉa sói, chọc máy. Chưa hết, bà còn lôi cả chuyện để em gái Thảo ra để mắng nhiếc Nghĩa đã lấy tiền nhà vợ cho em. Rồi chuyện ông Nhân làm nghề đóng quan tài vứt xác làm bà mất mặt trước mặt bạn bè. Sau đó là bao lần khi ông Nhân lên nhà con trai chơi, bà còn ra mặt khinh thường đuổi khéo. Và để rồi, ông trời cũng chả cho ai không cái gì, bà Thủy đã đổ bệnh. Không những thế mà còn bệnh rất nặng, bà bị ung thư vòng họng vì cái mồm khẩu nghiệp. Nhìn bà tiêu tụy phờ phạc trên giường bệnh, giờ đây đã bớt đi hung hãn nhiều, ánh mắt đầy đáng thương. Giờ đây những giây phút nằm chờ đợi cái chết, bà mới thấy cô đơn hiu quạnh. Những người bạn mà bà cho là thân thiết, giờ đây chả còn ai thấy mặt. Chỉ có Nghĩa là ngày đêm chạy ra chạy vào, rót nước đút cháo cho bà ăn. Bà Thủy bắt đầu cảm thấy hối hận, day dứt vô cùng. Vậy là lúc này non 60 tuổi bà mới trưởng thành chín chắn. Tiền chết không thể mang đi, chỉ có tình người là mãi mãi. Cầm lấy bàn tay Nghĩa, bà ú ớ lên từng tiếng. Mẹ xin lỗi con, mẹ đã sai rồi.